À, lại còn dơ chân lên. Nó cắn nó giờ lên tiền đạo luôn rồi. Nào Huy nào, đứng ra quay này. Huy béo. Nghe nghe đứng ra quay này, mỗi thằng ba anh em bây giờ quay một trận này mỗi người. Sao không quay bằng video rồi anh lưu cho mắc gì anh quay app làm gì? Chứ bây giờ về highlight thằng nào highlight mẹ tối bọn không highlight được, mất tiền mua app đấy em. App thì cũng phải cắt ra. Cắt nhưng nó nhanh hơn. Sao nhanh? Cộng xeo là bàn thắng với mình, cộng là bàn thắng với Hải Phòng nha em. Phòng là cuồng. Thôi thôi thôi. Nhỏ thế. Cảm biết luôn, cảm biết luôn. Hai lai là nó tự cắt luôn. Ừ, hai lai là tầm 10 giây rồi bấm hai lai nó tự cắt. Ok. Bắt đầu. Quay lại. Nó khủng quá. Hai lai ghi bàn đấy. Hải Phòng 1 rồi. Hải Phòng á. Quay lên nào. Ừ, sao vẫn... À, hai người. Quay lại. Ủa? Mới đá có... 19 đấy. Nãy giờ mới có phút. Chưa, chưa. Nãy giờ phải 2 phút rồi nhưng mà máy bây giờ mình... Thôi, đá hình đi. Để đèo đi, áp đèo đi. Biết lên em ơi. Thằng thua đấy. Đừng về gôn nhiều quá, gôn không chơi được chơi nhanh ạ. Thôi đi anh chơi. Đâu về đánh đá, ăn vào anh ơi, ăn vào thiền gần lại. Anh ấy, anh ấy thích lùi thế. Rồi tốt. Xuống đi em ơi, xuống đi. Rồi xuống đi. Cứ xuống đi mà lấy tuyến 2. Anh bảo mất vị trí nhá. Bảo về cánh em đi em ơi. Không bảo sâu quá. Bảo cơ động nha. Anh bảo cho lên tiền đạo ghi bàn nữa. Kì. Ô. Anh này tiếng Trung mà. Trung hay Trung? Anh. Trời ơi. Bài như vỡ, trái cho thầy cô rồi. Em phải sút được thì cứ sút đi, bài ít thôi, quả đó có anh thì vào được. Bài đó là hiền nhã lại sút được rồi. Bài nhăng bài nhích. Bài này toàn giữ tài liệu không? Chuyển cao đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Lên giá đi, để sát rồi đi. Đây cánh bên này này 38 rồi. Xong rồi lại báo rồi đấy. Các em cứ thích màu mè. Học băng đấy. Rồi báo thông thì đạt lại lên, đổi cho nhau rồi báo thông đạt lại lên này. Bảo ơi. Nha, mọi người nha, báo nha. Hay quá. Ok em. À, vô lê hay nhỉ. Đây phải vô lê như số 22. Anh ơi, tên gì anh? Hải. Hải à, rồi Hải. Hải thay cho Tùng 22, Tùng MU. Hải thổ. 22, đấy là số 22, nó hơn 22 số 2 nhé. Nó hơn những mấy chục số. Hơn cả số 11, 2 lần cơ mà. Nó phải khác chứ. Hơn hẳn 20 lần mà. Ra quay mày, mọi người 5 phút. Quay thì quay 7 phút. Được. Bấm một điều chưa? Đi bấm không? Bấm ở đâu anh? Bấm số cộng là tăng bảng. Lan Sơn lên nào, lên!
là quay lại. Số cộng là quay lại bàn thắng à? Nào có bàn thắng thì em bấm vào highlight. À. Nó sẽ tự động highlight cho mình một xong cái khác. Đánh xuống em ơi. Thiệt đâu được. Theo sát, chắn bóng vào đi, chắn bóng vào đi em ơi. Tầm 10 phút báo anh nhé. Báo ơi. 15 phút rồi anh. Đấy. 15 phút, 15 giây hay gì? Ồ, Huy Béo ơi, 15 phút rồi á? Nãy giờ đã 15 phút rồi á? Đúng, đấy. 5 phút sau trên máy là ghi 15 phút rồi. Vậy. Đếm ngược à? Đếm ngược. Rồi. Đừng đếm ngược, đếm thẳng đi. Ôi, nãy em bấm... Mất vị trí rồi. Chắc. Cánh bên này này. Thiện lùi vào đi, vào đây. Bảo đẩy lên Thiện. Để sát, đứng đây, bảo đứng đấy. Cánh nha. Đứng đây. Anh bảo cao với anh bảo ơi. Đứng nào. Mạnh ơi. Chạm vai vào trên quét. Đây là bảo là. Rồi lên đi. Rồi chân này nó đổ, nó bóng đồng, nó đỡ. Kinh nhỉ. Khả năng chắc anh Bảo đi tập luyện ở đâu chứ không phải tập luyện ở bạn tôi mà sức khỏe vẫn ok đó. Đá sân 11 ngày trong tuần đẹp thế, cánh kia đẹp thế. Cánh kia thoáng quá đây. Bảo này áp được đi, áp được đi. Cố bàn anh nào. Từ đây Bảo ơi. Ờ ra cánh đi. Cánh thủng không này. Giữa đâu. Chuyển vào giữa, bó ở giữa ấy. Ok em ơi. Chuyển vào đấy chạy sao lại chuyển vào chị ấy. Không chạy được đâu, quả đấy. Ê, anh chuyển quả đấy chịu ấy. Bắt cánh nha. Hay. Có highlight, Ok, ok không? Cố gắng nhất để gỡ lấy ít tiền sân. Em ơi xin mở đá mà bên Hải Phòng không cho thì cho đăng nhá. Bên Hà Tây cũng gần lắm mày. Hả? Bảo là mấy em bên Hải Phòng mà xin vào mà Hải Phòng không cho đá thì bảo về Toa Mao Hà Tây. Chắc chân. Úi giời. Rồi con. Chưa bắt. Bắt là chết. Bỏ. Ui giời. Trung vệ á. Rồi tay rồi. Mười phút chưa? Ờ, chưa, còn 2 phút rồi. Chuyển về tiếp, về Bảo. Đạp An rồi chạy này. Úi giời ơi. An nó ở đây trước mặt thì hiền. Không sao hết. Đóng để quả đấy có highlight. Đóng như cứt đi. Đóng anh Bảo ơi, đóng có highlight nha. Đóng anh ơi. Trời ơi, anh Bảo ơi. Anh Bảo ơi, đóng có highlight này. Đấy rồi, còn gì nữa? Đóng gì thôi. Cốt. Trời ơi. Lặng mông rồi. Đấy, tầm này những quả anh nhỉ. Phải anh nhỉ. Cứ chập những quả như thế đâu. Anh bảo thử sức quả coi nào. Đã về tập luyện đá xanh 11 ơi. Bảo theo cánh bên này. Theo sát vào thủ môn đỡ chân. Tới thôi Bảo cứ lùi vào bắt cánh là được. Rồi chuẩn bị em nha. Chuẩn bị. Em đây nốt quả đang nghỉ em nha.
đây rồi, đây rồi, highlight đây rồi. Thôi thôi, bỏ. Tay tay ở tay, thay người, thay người, thay người. Thôi bỏ. Thay người, thay người nhá. Thay người nhá. Rồi, ra đây. Anh Hiền có highlight rồi nhá. Highlight quả ăn trộm này. Quả ta đồng mua cướp như thế. Quả ăn trộm. Trộm ăn trộm. Thì đưa anh đổi tuyên quan một tí anh em. Đây rồi, đây rồi, anh bảo đây rồi. Về, về. Bắn đây, bắn được chưa? Bảo cái cánh của em đấy. Thế. Hay quá. Quân này khởi động các bạn nhé. Quả vào. Chuyền kia, chuyền. Đây rồi, đây rồi. Highlight đây rồi. Rồi, ăn ra luôn em ơi. Quả đấy. Quân này vào thẻ. Đá trên luôn. Cái này khởi động thì mình thấy bảo. Bảo mẹ chưa? Cho nó chạy thêm mấy phút nữa ông. Tầm 2 phút nữa thay 3 người lên. Tuyên tầm 2 phút nữa thay số 22 trên cánh. Hay quá. Bả nhớ, đéo tao chân kia quả đây nó vẫn vắt sang người cái chân phụ chân ấy nó chuyển. Quả đây chỉ căng ngang thôi. Ra luôn. Hả? Ừ. Thế là còn 2 trên dưới. Không, phía đang là phía đang. Trừ cho đến 3 xe thôi. Thế nhưng ngày anh ghi 5 bàn thế bây giờ trừ hết tiền thì lấy tiền đâu đó cho sao? Bây giờ đá thì không cho anh đá, chờ 2 phút. 2 phút là chuyện rồi. Để luôn đây này. Đóng anh. Có highlight. Anh luôn em ơi, cứ lại vào thay. Anh qua đi. Thay Bảo với lại thay Hải đi. Bảo với anh nhà thì Bảo ơi. Bảo với Hải chắc nghỉ em ơi. Thì béo vào luôn em ơi. Kinh đấy, anh Bảo vẫn chưa ghi được vào. Ghi được vào nhỉ? Chưa ghi. Từ từ đã trúng rồi. Anh bên đá mà. Anh giờ anh toàn kiến tạo. Anh vô đá. Vào anh vào không thì không có ai thay giữa. Ok. Vào đi. Thay người. Cho tôi vô giữa cày. Anh tiêm vào giữa đi. Anh tiêm vào giữa cày đi. Anh nhìn về cánh đi, anh tiêm vào giữa. Đấy. Trời hay xem nào. Thôi để anh Huy đá thòng, anh Hiệp đá cánh. Anh đang cày giữa. Kìa. Sao lại báo thế anh Huy ơi? Giữa. Hay quá. Hay rồi, anh Hiệp lại chạy lên trước. Hay, anh Hiệp, con. Đấy rồi, ghi bàn luôn anh ơi. Ghi bàn. Có highlight. Trời ơi. Hay. Đấy, chiến thành đá giữa anh Tiên. Cài hết cả đội hình luôn. Bữa nay không bay, tôi không bay. Đúng rồi, anh Tiên cài hết đội hình luôn.
Đấy rồi. Ghi bàn cho anh Hiệp, chuyền cho anh Hiệp, chuyền cho anh Hiệp ghi bàn. Chuyền cho anh Hiệp ghi bàn. Đấy rồi anh Hiệp. Ui. Tay 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 thôi, thôi chả chả bóng. Cãi làm gì? À, đây cách em vào phát em đúng ghi 4 quả bên này. Là 4 điều đấy. 5 phút nữa. 5 phút mới 15. Ui về làm gì anh lên tiền đạo chứ? Anh Hiệp mời ghi một bàn tặng Lon Man Thơ. Lên. Đi đây, yếu ơi về cho anh Hiệp lên đi yếu ơi. 4-1 rồi, không phải lo anh Hiệp ạ. Lên ghi bàn. Ui giời. Báo đi thôi. Đấy, đấy, Tiến Thành đã giữa đây rồi. Không ai đâu. Anh nói như thế. Đấy. Đấy rồi. Luôn. Ok, vai đi. Người ơi. Ơi. Anh cái hiệp này. Đừng có đứt mũi nữa anh Hiệp. Anh em ơi, bóng. Lại có hai lai. Đi nữa có acid luôn đấy. Hết em ơi, hết. Đấy chạy đi. Đấy rồi, vu lên luôn anh, vu lên luôn. Ê trời. Cột hai đấy. Quả đấy xin đã mà ghi bằng. Thôi chào bóng họ đi. Chào bóng họ đi. Không sao hết. Trời ơi, anh Huy số 11 ơi, là anh Huy số 11. 42. Số 11 phải cho đá thòng đi. Anh Huy số 11 ơi. Anh Huy số 11 ơi là anh Huy số 11 báo ít thôi. Đấy rồi, trả thù đấy rồi. Có hai like anh nhé. Hai like. Mẹ béo đang vào tặng lô banter luôn, khỏi cần đấy. Có hai like. Trời, anh Huy có hai like. Banter luôn. Anh ơi, đứng banter. Tí nữa một. Sức giữa sân có hai like luôn đấy. Sợ nhờ. Nó lấy cục trục đây. Đẩy lên em ơi, đẩy lên. Được, số 11, được. Sút chưa? Sợ nhờ. Kệ anh Nhịp. Em là rằng ăn cắp trứng gà mà. Anh Nhịp bữa nay số môn lắm, mới lần đầu tiên đi bắt đấy. Em đang ngoài sân nha. Đấy rồi, vu lên. Úi dồi. Số gì? Anh kia. Tấn công. Anh kia. Cái này. Trang lắm. Ra mang ra dùng cái boss sát vào thì mình mang lại bè. Đây anh Hiệp đây này, nhìn số 8 đây này. Đấy rồi. Anh Hiệp đã cánh và lấy tiền đạo rồi đấy. Hiếu ơi về cánh. Anh chưa lấy cánh. 3 tiền đạo. Hai phút nữa. Trên này có bầu đá, lâu chứ.
Còn một phút nữa cho anh em thì á. Đây rồi. Đây rồi, anh nhịp kìa. Đấy. Đây rồi, anh nhịp đây rồi. Anh ấy có highlight. Ui giời ơi. Tí nữa phải có highlight. Anh ấy cứa lòng vào gôn luôn. Quả đấy anh phải cứa vào gôn chứ. Cột đấy. Đấy rồi. Hết giờ anh em ơi. Hết giờ, hết giờ. Anh ấy lưu kiểu gì đấy? Anh ấy lưu kiểu gì đấy? Lưu thì lưu vào. Có bàn. Bấm lưu kiểu gì đấy? Này bấm Z là quay nhá, xong rồi. Nó đếm à? Ừ, nó đếm. Có bàn thắng thì em bấm số cộng, xong rồi hãy bấm highlight. Anh em nhanh có highlight nhá. Hai người kìa. Mạnh quay thử nhá. Anh sang bên kia anh sang giò. Giò ai nữa? Mạnh ấy. Hả? Anh béo thử nhá. Vâng, kìa. Tầm nhìn tỷ số xong rồi tầm 7-8 phút xong rồi thay hai em này vào nhá. Không sao, không sao, không sao. Đã đi. Chưa thua. Đây rồi, có highlight. Đây rồi, highlight. Úi giời. Thôi, 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 bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Trả bóng cho họ đi, đừng vào quả đấy. Đây rồi. Trời ơi anh Hiền ơi. Một vào. Hai tiền đạo lùa về bước đi. Ra đi, ra đi. Ra đi. Hai tiền đạo lùa về bước đi. Hai tiền đạo cứ đứng trên cả. Về bọc giữa, một từng người bọc giữa nữa. Anh Hiền về bọc giữa. Chết đấy. Không sao, không sao. Giữa, giữa, giữa anh nhỉ. Anh Tuyên chuyển giữa đi.
giữa kìa. Không, mất chết anh, mất chết. Mất chết đây. Phúc. Phá đi đừng lộn xộn. Thằng quan tiền rồi. Go go go. Chạy lên rồi, chạy về để lấy bóng, kéo bóng rồi. Hai người này. Tốt coi như. Một vào thôi. Rồi, về mình, về mình, về mình. Ôi. Hai tiền đạo về hỗ trợ giữa. Đứng lại, đứng lại, đứng lại. Anh nhà kia ơi, đá kìa, quay lại đi ông Tiếc. Ui, anh, trời ơi, anh Nhàng ơi. Tí còn có hai lai. Làm lại, làm lại. Rồi, ăn đi, ăn đi. Hay. Chơi chăm ai đâu. Rồi, có anh Hiền. Lua, lua. Chạy luôn. Có được về. Kẹt hông? Còn khó với anh này. Cao kìa. Nhìn lại. Đập sớm đi anh. Trời ơi. Không sao, không sao. Về về vị trí. Luôn.
Và sao được, vào mất. Thôi thôi thôi, phá đi phá đi. Đá lôi đi. Đá phá đi anh. Giao lui, giao lui. Giao lui. Lùi đi cho họ đá. Đúng, có phải. Cố chấp. Đá chơi, đá giỏi đâu. Lùi cho họ đá. Chơi luôn. Tốt. Mười rồi anh. Chưa chưa được không nào. Về về anh Nhang hỗ trợ giữa về. Alo alo. Ấy ăn đi. Trời ơi tới đây rồi con. Trời ơi. Phế rồi, anh đi thay người vào tiền đạo nào. Thay ai đấy anh Bảo? Anh Bảo ơi, thay ai đấy? Sao lại thay anh Hiền? Ờ. Bảo đâu vào đây? Anh Hiền đang đá. Nhanh có highlight nào? Chắc không ghi bảng lại giá trên đó mà. Hay quá anh ơi, có highlight luôn. Đấy, đấy, được. Quá hay. Cho người ta đã hậu vệ không lên nè. 2 phút rồi đó. Thôi cứ đá đi anh, 2 phút đã. Không, anh đá đi, em qua giữa đâu mà thế. Tí thay anh xuống cho anh Bảo đá giữa, nhưng mà anh đá thay anh Bảo. Lên tiền đạo. Nghe đi, bắt cánh rồi. Rồi anh đi. Chưa à? Anh Bảo ơi, anh bóc ít thôi. Lại anh. May mà có thêm quả highlight nữa rồi còn. Cười. Ôi anh Bảo ơi, bóc ít thôi. Đấy 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 đấy. Kia. Đá kìa. Đá trang kìa. Một điều. Anh ơi, đá đâu hả lại? Số 22. Anh ơi. Anh số 22 ơi. Ra anh ơi. Anh ơi. Anh ra anh. Trời ơi. Hay đéo gì. Anh Bảo ơi. Tập trung cái gì anh Bảo ơi. Chán anh lắm. Anh em còn 8 phút để thể hiện mình nhá. Đéo thì thay bạn đúng rồi, mà đã 2 trận rồi. Mấy phút rồi. Mấy phút rồi. 7 phút rồi. 3 phút rồi. Nhảy lên anh vào. Mới một điều thôi nha. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi.
Đấy anh ơi. Anh ơi. Chết anh ơi. Rồi. Nhìn người chuyển đúng rồi. Em đi đi, quan cảm ơn luôn. Con. Trời ơi. Chuyện quá chán nè. Bữa nay tệ hơn đinh cao. Trời ơi, anh Bảo đỡ mà bóng trắng lắm anh Bảo ơi. Quan trọng là những cái tình huống bóng. Háo nha. Cái này còn vẫn còn 3 xe. Xin đồ vàng. Trên tóc bạc. Sau anh sau. Hết. Anh Bảo chuẩn bị thay người nha. Đừng trường thế. Nó tập trung lên, đan đều. Anh đi quay cái. Quay đi. Trên đâu? Quay nhanh lên thì chịu. Trên đâu? Nhanh lên. An thì nó quay à. Đứng nhiều quá. Cứ vào đá đủ. Này bạn hay nhầm em nãy mình quay rồi đấy. Đá hai trận luôn đấy. Đấy thôi. Chúng ta đá 30 phút. Đúng rồi, số 17 báo đi. À. Anh Hồng ơi, nhìn số 17 nhá. Nhìn số 17 sắp báo đấy. Mà trai chuyển nhờ, trai chuyển về cánh chú này như vậy nữa. Anh Hồng ơi, có thay người không? Sao anh? Em á, anh đoán đúng đi. Ít quá. 85 anh à, 85. Ê, thơ. Ui, anh Hiệp ơi, có thay người không? Anh Hiệp thay không? Đứng lên đi, anh Hiệp đứng lên đi. Anh cứ thay cởi áo đi. Tốt anh. Để nhìn á. Để đi, thay. Anh Trung ơi, chuẩn bị thay người nhá. Thay người. Anh Hiệp bỏ áo ra. Thay người. Anh Trung, thay người. Thay người. Anh vào đó giữa đấy, Hiệp Châu. Anh vào đó thì ra. Hiệp Châu. Anh vào đó chưa? Chú em về đá cánh. Anh Bảo ơi, về đó chưa? Anh Bảo giữa đi. Anh Hiệp này. Anh Bảo ơi, anh Hiệp này. Anh Trường của anh Hiệp thì có bàn rồi. Số 8 không làm cho hề nhá. Đấy rồi. Vu Lê anh ơi. Vu Lê anh. Hay nhỉ. Quả đấy phải Vu Lê luôn chứ. Mình. Tô vào nhìn Papa đá tô. Em thì Hiệp Châu hay quá, Hiệp Châu. Tinh trầm. Không có gì mà sức khỏe. 20 bo vẫn chơi, không phải ra cánh đâu. Quay đi chỗ khác. Quay. Lường cái gì mà lường. Chứ thích gì. Bắt tay nhau đi em ơi. Kết tay. Nam lấy kết tay. Nhanh nào ghi vàng nào.
dữ rồi. Ba anh em tao đây. Ba anh em tao đây một lần. Bốn anh em tao luôn. Ba anh em tao ngồi bên kia kìa. Chưa kể mạng nữa. Nhà không có gì mà anh em. Hấp ơi. Hay quá Nhịp ơi. Làm tường. Hay Nhịp làm tường hay quá. Ui giời, lại 30 rồi. Ê, chụp bữa nay mình chưa lấy được 30 phần. Cánh kia. Đấy, nhưng mà đấy, hello. Ôi giời, lại quay về con đấy, Chuyển đi Bảo ơi, chuyển đi. Nhiều Nhịp quá. Số 8 chạy chỗ đi, Số 8 đang sầu thế, đứng trước hỏi, xuyên Nhịp. Vào. Ok. Má đá toàn. Nãy đang đá hay giờ rồi đá. Có ai nữa đâu. Không có bạn trong sân thì chẳng hay. Không có bạn trong sân thì hay. Sắp hết rồi, cho Bùi rồi. Cho số 8 chạm bóng thêm tí nữa. Bùi giờ 2 phút đi, cho thắng luôn. Đá bảng luôn. Ô, hậu vệ hết rồi. Vàng thắng vàng đây anh này. Xong rồi. Đấy, vàng thắng vàng đấy. Đấy. Em thấy anh thấy trâu đi. Em không có cửa thì anh trai gì chờ rồi. Nát, nó cắn thì trâu nó giữ không? Tốt. Ai tắm? Xuống lưng, lấy bóng. Ôi, bỏ đi. Thôi. Anh số 17 chuẩn bị thay người. Nhưng có nhiều lỗi hành vi. Chân nó lại nằm rồi. Đang một đều ấy, mình ăn 2-1 rồi nhỉ? Một đều. Ừ, là 2-1 đấy đúng không? Đó, một đều. Hai giờ bạn lên chứ nào? Một đều. Nhớ là 2-1 mà nhỉ? Đâu? Cái nào chúng ta không có thằng em rồi mới ăn. Hả? Chú tụi mình ăn ném hai cho bóng thầy vẫy như thế này. Hết giờ. Đã đây cho hết quả đi. Thôi hết rồi, hết rồi. Bù mấy phút rồi. Tỷ số là một đều hết giờ. Hết rồi. Bù giờ rồi. Ồ không coi trọng tài là gì ạ? À? Nói vậy mà còn người hết quả đi. Chưa được. anh đứng sau lưng người ta chứ mà. Anh mà ghi bàn nó bơi ra trời mưa luôn. Chạy chỗ như ở đoạn trên anh không ai làm bóng được. Mình lưu. Chỉ có em mới chỉ cho anh thôi. Lưu thì bóng này nó. Rồi, giờ chỉ cần đợi. Huy ơi, ra điểm tí á. Hết đi. Ui trời. Em vào trước đi. Đá lên này hầu về thọc. Đá tráng thì ra ngoài đi chứ. Bên hai bên thăm một lúc nó có hai chục dọc. Ừ anh bảo đá nhiều thế nhỉ? Anh bảo đá nhiều thế. Đá này. Không, em không đá. Em tin đâu. Đá gì mà đá nhiều. Đánh giờ, đánh giờ. Không, em tin nó bị kêu thớt rồi. Để dành đập ra. Em có thiếu người à? Đủ không? Đủ rồi đấy. Thiếu một người à? Thiếu một. Em vào đi. Vào tí đi. Còn nhiều đá tí này. Cho anh. Ở cho em đá trước đi. Anh vào đi. Em vào đá đi. Cố gắng đá như anh hay hơn anh nhé. Đá như anh là được rồi. Đánh chơi. Anh thì cái bàn đấy, anh thì sướng rồi. Ok. Anh thì cái tết rồi. Đang đá mấy trận nữa. Hết mấy giờ rồi. Bây giờ đã cho chắc vào. Anh quay em phát anh uống nước công nước thôi. Em đi lại em đá hả? Không đá. Trên đó. Cái đầu mà đá. Đúng em. Cái đéo thì bây giờ là 3 giờ 15 rồi.
40 phút rồi. Điểm đâu? Mình mới một khoảng thôi. Còn mấy trận nữa anh thích không? Còn mấy trận nữa? Còn trận nữa. Mỗi tay. Em ơi cứ bấm khoảng tầm 15 phút. Ôi giời ơi, lạnh thế. Quá. Giữ vị đây rồi. Giữ vị chấm đi vào. Nhiệt lên. Ui giời. Hay quá. Hút. Quán lại anh ơi. Hôm nay quay lại như bạn không? Dạ nhỉ. Trời ơi. Trời ơi. Cái này cho anh. Anh là cho anh. Vu lên. Tôi nhìn ra đây. Sau này nhìn ra sau này. Ra sau này. Mình Cắt đi. Chọc khe đấy rồi. Anh ấy quay em này. Quay đi. Bây giờ thay đặt. Thôi để cho chúng nó đá, quên anh. Để chung với Đạt đó. Để cho nó cày luôn đi. Mày mới lấy đường. Mình quay mình cứ nhìn thôi, mình không quay mấy quay. Anh quay như thế là không có highlight được. Anh tầm nhìn nó xong anh mới nhớ là anh đang quay. Anh biết có highlight không? Highlight anh bấm vào đây, lúc nào ghi bàn anh bấm highlight. Ủa, ghi bàn sao anh bấm highlight được? Là nó không quay lại à? Nó quay lại. Nó quay lại quá trình ghi bàn. Anh có một highlight rồi. Ba lần ghi bàn. Ba highlight rồi. Bốn kiến tạo, ba lần ghi bàn. Thấy chưa? Em đẳng cấp rồi. Đẳng cấp. Chân tự nhiên nó bị đau. Sao chân như thủy tinh vậy? Yếu à? Ôi, đúng rồi, thấy chưa? Anh đang nhìn anh. lúc xong tình huống đó mình biết mình đang quay. Mạnh thế. Hiệp khéo mời đối cơm. Hiệp. Tuần trước Quảng Bình có đá không ta? Chân ngắn. Không vào.
từ em đúng rồi. Kéo dưới luôn. Bình tĩnh, từ từ tách ra em, tách xa ra, đứng xa ra. Đúng rồi, cứ từ từ thôi. Đủ mẹ, mình không quay, mình cứ nhìn thôi. Lạnh quá. Đúng rồi. Anh không đá. Em có đá đâu. Em có đá đâu mà anh chiêng. Hay. Thua tay bên này, thua mình 3 trận. Hay, qua người nữa. Đúng rồi, để hiệp. Con nghe. Hay nhá. Con. Bình tĩnh. Hay. Chậm thi. Về ba đồ đã thêm tiền nữa đi. Một bao tải tiền đang khởi động. Ba tải tiền đang khởi động. Còn sao nghỉ còn đâu? Ba tải tiền. Máu đá thế nhỉ? Không đá bữa nay cho sướng tôi không nghỉ. Tôi nhà buồn. Lạnh quá nhờ em lạnh quá. Sao đi chơi với anh? Anh đùa. Không đi chơi với anh. Chủ nhật mẹ, chủ nhật em đi lên nhà buồn. Nhà cứ nằm ngủ. Thiếu đúng không? Anh thanh phí rồi sao? Ra sân vui. Anh em cho nói chuyện rồi gặp anh em thì vui. Tốn chê cũng được. Hai thằng nói chuyện nhau đi. Hai thằng nói chuyện nhau đi. Ôi. Sang kia rồi. Sang kia rồi nói chuyện. Anh coi. Ba thằng. Có máy quay đâu mà mấy chú đá vậy. Như là không có máy quay. Ừ, lạnh thế. Không đã vào sân lạnh lắm anh ạ. Ôi trời, dày quá. Dày quá. Có cả dày nữa. Đánh bia à? Đánh bia này. Được, ta được. Nhiệt. Vậy thôi, chắc bóng là được rồi. Cái cô à? Ô, Tùng đi đâu không thấy anh? Tùng nghỉ rồi. Xuất đi. Tùng nghỉ gì nữa? Tùng nghỉ đấy anh. À, Tùng báo cáo nghỉ. Sao anh vậy? Anh không nói nhóm à? Có chú. Thật anh đi đùa. Thật luôn, ra thác khỏi nhóm rồi anh không xem à? Không. Có khi về Thanh Hóa rồi. Không. Không. Đó, không nghe nói lên đất và kêu có khi là Tùng về Thanh Hóa. Nó về nó không dám được. Đó, thì chỉ về với anh em thôi. Ừ. Về đây thì đá không lên chân. Một năm mà vậy, năm ngoái hỗ trợ rồi. Sang năm nay phải thay đổi cho nó lên chân. Đá theo tính chục kèo. Không cố gắng là cần xin nghỉ với anh em. Nói nhẹ để đi làm đi. Đúng chơi rồi khóa. Thôi nói chung thằng nó cũng nhiệt. Thằng nó cũng vui tiền. Thấy nó đi đều mà nhỉ. Đá như thế không lên được. Không lên chơi. Nó có vậy thôi thì. Thì chỉnh. Không có khi với lại nó cũng về. Nó có khi nó về Thanh Hóa. Từ từ nhé. Từ. Chuyền đi em. Con Nguyên. Chúng mình đang quay thì mình cứ quay ra đây. Chậm lại. Ê. Bình tĩnh thôi. Hắn ở dưới bóng mình cứ từ lùi người. Hay quá. Đứa nó đá hiểu không? Rồi bình tĩnh. Rồi đúng không? Nhìn vào giữa. Đúng rồi. Em biết chuyền. Rồi bình tĩnh. Đúng. Vũ lệ úi dồi ôi. Không gãy chân. Ôi giời anh Hiệp. Anh Hiệp ấy là thay cánh rồi. Trời ơi. Hút như thế thì thay người đi kìa. 10 phút rồi. 15 phút rồi cho. Anh Hiệp. Ui lại thế. Hiệp có thay cu em kìa.
công có đi đấy. Thôi đâu? Anh đi với thằng Hải. Đi thế nào kì bà? Siêu. Mày cứ quay đâu mình đang nhìn. Mạnh quay cho bà đi bảo. Đi em quay. Em cứ nhìn thôi. Không nhìn mày quay. Bao em quay với có highlight được. Âm thanh chiếc này nọ rồi sân bãi cùng đá nó tí cùng là. Đó hết cả đầu. Em đó, em có Faradon kìa. em quay với có highlight được. Rồi tin xem tin đang. Tiên trầm. Tin đang bay, đang bay. Đấy. Đấy rồi. Tiên đấy, đông. Ui. À, một đường chiêng. Đấy là một đường chiêng. Đấy là một đường chiêng chứ không phải là đường xúc đó. Hay, đóng luôn. Ôi giời hay thế. Vào. Ôi giời ơi. Trời ơi. May mà có highlight. Nhanh nhanh. Từ 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 từ. Ui giời. Còn nguyên, còn nguyên. Hay. Hay. Còn chích nữa. Đâu có nhiều thật. Thằng này nhìn thằng này nhìn dáng giống em nhỉ. Đâu. Đấy thằng này. Đâu nó thấp hơn em. Nhìn dáng giống em đấy. Nó đá giống em. Đá giống em. Mình nhớ mạnh nãy sức có là tao vào đâu ta. Dạ. Đấy sức có nhỉ. Xin coi đâu. Nhìn là lúc tấn công có này này. Anh nhớ trận đầu tiên thôi. Trận gì? Nhìn là sức lệch hay là sức đi đâu á. Em sức á. Em có được sức khỏe đâu đâu. Có được một có á. À cái hình như có xông vào đấy đệm bóng hay sao á? À cái quả đấy có highlight đấy. Đúng rồi, quả đây em đệm giả chơi, em đệm chơi thôi. Em đệm chơi thôi. Trùng với đạt. Đấy được hai cầu thủ cầu cũng tặng hôn đấy. Nếu tiền đạo hiệp đấy. Anh hiệp vào tiền đạo đó. Lê ghi bàn. Anh hiệp phải đá giữa. Nhiều lúc hắn vào không có, nhiều lúc em hắn vô em phải nhấc chân lên như căn thương cái. Ơi, không thật quá. Không đá được thì bảo không đá được. Đấy, con cua em đã chắc đấy. Chạy mạnh mất vị trí mẹ rồi. Ui, 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 ui. Trời ơi, thấy chưa, thấy cua em phòng ngự chưa? Được. Ba đâu một anh ơi, đông. Đang 4 nó 1 luôn chứ ba gì. Úi giời. Hay đấy. Cô gái nhỏ này đã hay này. 13 rồi anh. 14 rồi. Chưa mấy ông thần kia có đá không thay kìa. Úi giời lạnh quá anh nhỉ. Thế chứ em vô em đá tiền đạo đi. Em vô em cứ quản được chứ bọn này nó không biết gì mà. Đúng vậy. Hả? Anh vào. À vào thay, anh giờ vào thay số 20 đi. Để ghi bàn. Anh thay luôn đi 15 phút rồi này. 5 phút cuối để ghi bàn thôi. Ôi giời ơi, Tin ơi. 5 phút cuối để ghi bàn thôi anh. Anh ơi, 5 phút cuối để ghi bàn thôi, thay người nhá. Đấy, chết thầy. Đấy. Anh bảo thầy vào đi. Vào đi, vào. Cô em số 20 nghỉ tí rồi. Anh thay người. Thay người à. Em ơi, thay người. Còn 5 phút thôi, cho anh bắn. Em thòng hay là cho đàn thòng? Cho đàn nó lên. Không đi vào đây rồi. Còn 5 phút nha. Cho họ lên đi. Cho họ lên đi. Anh ơi. Kinh quá. Góc góc góc. Kia. Thank you.
Đóng anh. Góc, góc. 5 phút nữa anh. Anh hiểu mới đá được 1 phút. Thấy cánh kìa, 22 kìa. Tí nữa, tí nữa, đá đi, đá đi, đá đi, đá đi anh. Hết quả. Đó. Tí số là 1-0 nghiêng về Hải Phòng. Anh Hiền Trường ạ. Ui giời. Quá chọc khe, quá đẳng cấp luôn. Anh Tuyên đã cánh, anh Tuyên đã cánh. Thế. Anh Tiên đã cánh rồi. Anh Tiên đã rồi, anh Tiên đã rồi. Tỷ số là đang thua 1-0, chỉ còn 3 phút cho anh em thể hiện. Nhanh lên, còn 3 phút thôi. Ui, lại thế. Mày đánh đi mà, đánh đi. Không, em chân đau à. Chân đau mới về à? Kia. 4 giờ về không? Có quá. 5 giờ về. Mấy giờ về cũng được. Đang thêm tiếng nữa. Thêm tiếng nữa gì à? Đá nhiều thế. Đá thì tao nghỉ rồi. Lạnh thế nhỉ? 610 chứ mày bị trễ gì vậy? Cái gì mày trễ giờ? Đi like gì em đông quá. Giờ ai mà về xe nữa. Đi cho khỏe người. Đi ui ơi trời ơi lại ông tay 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 đá phạt ui lại thế. Số 1 quả có highlight này. Sức thắng luôn. Hay. Sút chết tốt đấy. Ui giời, xem đi, xem lại highlight rồi, rẽ rồi đấy. Đi chỉnh sửa đăng lên Facebook. Tay đổ chuyển luôn. Đã đi không sao anh. Ui lạnh thế. Có thằng số 5 nó vừa trước cái cho hai thằng tay đúng nhỉ. Lên, bà đâu bà. Ui. Hay, tí nữa mà anh hiệp kia bà. Chưa anh. Chuyển đi anh vợ. Anh Hiệp ơi. Hết giờ,
hết giờ, hết giờ, hết giờ.